Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng Sông Mã Duy Đạt. Thì trong video báo giá ngày hôm nay để lên sóng một con Wave Alpha nhé. Con này thì Wave Alpha đời 2022 anh em ơi, 2022 nhé. Nói chung là xe cũng kiện nhẹ một vài món rồi. Đó, thì cũng có đi nguyên cái chóa đèn này, chóa đèn pha này là chóa đèn G-Pass ha, mà đèn led đó, mặt nạ 2 tầng đó nè. Thì xi nhan cam. Đó, thì cũng kiện nhẹ sơ lược một xíu vậy. Con này thì ô đô cực thấp anh em nhé. Ô đô cực thấp thì xe mới đi có khoảng 8.000 thôi, hơn 8.000 xíu, hơn 8.000 một xíu. Còn rất là mới, cực kỳ mới ha. 2022 thì nói chung là cái nó sẽ không có công tắc đèn anh em nhé, không có công tắc đèn. 2023 trở đi là đồ không có công tắc đèn hết rồi anh em ơi. Đó, nên là con này cũng vậy nha, không có công tắc đèn. Bây giờ con này mới lướt được có 8.000 thôi, hơn 8.300 cây xíu. Đó, thì anh em chị em mình nào mà đang có nhu cầu mà muốn mua Wave Alpha thì có thể tham khảo để lấy con này nhá. Nói chung là con này rẻ hơn xe mới rất là nhiều anh em ơi, rẻ hơn xe mới rất là nhiều. Con này thì có 15.500.000 thôi, là 15.500.000. Đâu đó thì cũng kiện nhẹ cho anh em một vài món như là xi nhan cam này, rồi chói đèn G-Pass này, đó, gù này, đó. Thì anh em tham khảo thử nha, tham khảo thử. Còn chất xe con này thì nói chung là mới cực kỳ anh em ạ, mới cực kỳ. Xe lướt luôn, chạy 8.000 thì xe nhê gì đâu anh em. Đấy, này. Chạy 8.000 thì không có xe nhê gì hết nha. Nói chung là bên Duy Đạt á, thì Wave Alpha rất là nhiều anh em nhá. Wave Alpha mấy 110, mấy 100 đều có hết. 216 vẫn có nha anh em, 216 vẫn có, xe đẹp luôn. À, còn con này thì 2022, bên em 2023 cũng có nha. 2023 mà chạy có 300 mấy 400 cây cũng có luôn anh em nha. Đấy, con này thì chảy tem một xíu ra anh em này, không sao hết nha này. Nói chung là anh em mà mua xe này thì rẻ hơn xe mới rất là nhiều ha. Nói chung là rẻ hơn xe mới khoảng đâu đó là tầm 5-6 triệu á. Con này thì rẻ hơn xe mới rồi, khoảng tầm 5-6 triệu nha anh em. Tại vì xe mới bây giờ cũng hơn 20 nha anh em, hơn 20, hơn 20, 20-21 gì đó, hơn 20-21 triệu một chiếc. Đó, mà anh em mua con này thì tiết kiệm khoảng được 4-5 triệu nha. Thì anh em tham khảo thử thôi. Nói chung là anh em bỏ tiền ra thì anh em tham khảo thử. Nói chung là chất xe khỏi bàn anh em ơi. Chất xe này chất xe lướt rồi. Đấy, anh em nhìn ốc tả tất cả mọi thứ đi. Đấy, chủ yếu là em quay video lên video thì để anh em tham khảo thử thôi. Anh em muốn tiết kiệm được ít tiền thì anh em có thể liên hệ lấy mấy dòng này. Đó, như mới thôi anh em. Nói chung là dòng này thì giờ như mới anh em ạ. Anh em coi cái bô này, chạy 8.000 thì ăn thua gì anh em. Honda chạy 8.000 thì chưa ăn thua gì hết anh em ạ. Đời 2022 nhé anh em. Chân thắng đồ rất là mới nha. Này, anh em nhìn những cái cốt này, trời ơi, sáng bóng luôn này, lốc này, chuẩn luôn anh em nhé, chuẩn đẹp. Đấy, nói chung là xe lướt anh em ạ. Tem năng lượng đầy đủ hết này anh em ơi. Đó, mới là tem năng lượng có hết rồi. Đát vỏ là 2 cái là còn nguyên hết anh em nhé. 22 luôn này anh em này, 22 luôn. Nói chung là mới hết anh em ạ. Này, cốt này 2022 nhé. Chủ yếu là quay chia sẻ anh em thôi. Tại vì thực sự là nói thì cái mẫu, mấy cái mẫu Wave Alpha này thì anh em biết thừa, biết hết rồi anh em ơi. Đó, chung là chủ yếu là quay lên cho anh em, chia sẻ với anh em với cái mức giá này nó hợp lý. Ở tầm 15.500.000 thì nó hợp lý anh em ạ. Anh em mà tham khảo được thì có thể liên hệ lấy con này. Đó, anh em tham khảo được thì lấy con này nhé. Nói chung là cũng rất là rẻ, 15 triệu mấy trăm. Vô được một ít đồ chơi rồi. Chị bắt đẹp lắm, nó mọi thứ ổn hết anh em, mọi thứ ổn hết. Cam đổ giá, máy móc này. Máy móc thì zin hết nha anh em, mấy con này thì zin hết rồi. Chân nè, đầu tay nè, đẹp nhá anh em. Chung là rất là ok, rất là chuẩn chỉ luôn. 15.500.000 mà anh em ơi, nói chung cũng rẻ anh em á. 15 triệu mấy thì cũng rẻ, quá rẻ. 2022 xe cổ bây giờ rẻ quá anh em ạ. anh em tham khảo thử ha. Mẫu mới nha, bánh pha này, tem mẫu mới này. Bên em có mấy chiếc màu trắng luôn anh em nhé, có mấy chiếc màu trắng luôn. Màu trắng thì xe lướt 2023 lướt mới có 400 cây à. 400 cây thì con đó khoảng tầm 16 17 gì anh em ạ, 16 17 triệu à. Và 2023 nhé. Còn con này thì 15 mấy à, 22. Rồi, hiện trí anh em gọi dùm em 0932325278 nha, làm việc trực tiếp đến cửa hàng Sông Mã Duy Đạt. Đấy thì em xin kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm nha. Hẹn anh em trong video báo giá tiếp theo.